Đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV, Lương Minh Châu và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Trong chương trình tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phần tin liên quan đến thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam, khoa học và công nghệ và phần tin showbiz. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. mở đầu là phần tin thế giới hezbollah cảnh báo nguy cơ về cuộc chiến của israel sẽ khiến xung đột lan rộng ra khắp Trung Đông. Thu lãnh của lực lượng Hezbollah tại Lebanon, ông Sayyid Nasrallah cảnh báo Hoa Kỳ rằng việc ngăn ngừa một cuộc chiến ở tầm khu vực phụ thuộc vào việc dừng cuộc tấn công của Israel tại giải Gaza và thực sự có khả năng là giao tranh trên mặt trận Lebanon sẽ biến thành một cuộc chiến tranh lan rộng khắp khu vực. Trong bài diễn văn được phát đi trên đài truyền hình, ông Nasrallah đổ đổi cho Hoa Kỳ về cuộc chiến tại Gaza và số thường dân bị thiệt mạng cao, nói rằng việc giảm leo thang tại Gaza là rất quan trọng để ngăn chặn chiến tranh lan rộng khắp Trung Đông ông ta nói là chính quý vị người mỹ có thể ngăn chặn hành động gây hấn nhằm vào gaza vì đó là hành vi xâm lược của quý vị bất cứ ai muốn ngăn chặn một cuộc chiến tranh cấp khu vực và tôi đang nói với người mỹ đều phải nhanh chóng ngăn chặn hành vi gây hấn tại gaza quý vị những người mỹ biết rất rõ rằng nếu như chiến tranh nổ ra trong khu vực hạm đội của quý vị sẽ vô ích đánh bằng đường không cũng không có ích gì và kẻ phải trả giá chính là lợi ích của quý vị binh sĩ của quý vị và hạm đội của quý vị ông nasrallah nói bóng gió rằng hezbollah được iran hậu thuẫn đã sẵn sàng để đối đầu với các tàu chiến của hoa kỳ đang neo đậu ở khu vực địa trung hải ông cho hay là hezbollah ngày càng leo thang hoạt động tại mặt trận lebanon buộc israel phải duy trì lực lượng gần biên giới phía bắc của nước này thay vì điều quân tới giải gaza và bờ Tây của người Palestine ở phía Tây Nam. Ông ta dọa rằng mặt trận Lebanon phát triển như thế nào sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các sự kiện tại Gaza cũng như là hành động của Israel tại Lebanon. Ông Nasrallah cũng cảm ơn lực lượng dân quân Hồi giáo Shiite tại Iraq đã bắn vào các binh sĩ si Mỹ ở Syria và Iraq, cũng như cảm ơn lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ của Israel. Cả hai lực lượng này đều do Iran hậu thuẫn. Trước đó vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 11, về Hezbollah đã sử dụng hai máy bay không người lái cỡ nhỏ tấn công một sở chỉ huy của Israel tại khu vực Sheba ở biên giới với Lebanon. Đây là lần đầu tiên Hezbollah sử dụng phi cơ không người lái tự sát tấn công đối phương. Nhóm này còn tiến hành 19 đợt tập kích, đồng thời bằng pháo, hỏa tiễn dẫn đường và các loại vũ khí khác vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Israel. Phe Israel đã điều tiêm kích, xe tăng và pháo binh để đáp trả nhắm vào các vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon, trong đó có các sở chỉ huy, hạ tầng quân sự và những cơ sở khác. Thế nhưng, phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ là ông John Kirby thì nhận định rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Hezbollah đã sẵn sàng tham chiến toàn diện. Với Israel. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ không ngừng bắn với Hamas cho đến khi tất cả con tin được giải thoát. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không đồng ý bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào với Hamas cho đến khi tất cả hơn 240 con tin bị bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 được thả ra. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu cho biết ông đã đưa ra thông điệp đó trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, người đã có chuyến thăm thứ nhì tới Israel trong vòng vài tuần lễ để thuyết phục Israel tạm đình chiến để có thời gian tăng cường viện trợ cho Gaza và tạo điều kiện giải phóng con tin. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu tại thủ đô Tel Aviv, Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với quyền tự vệ của Israel, nhưng đồng thời kêu gọi bảo vệ thường dân ở Gaza. Ông nêu rõ ưu tiên của Washington là đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza và đưa các con tin ra khỏi Gaza, và rằng việc ngừng bắn nhân đạo sẽ khiến các hoạt động này dễ dàng hơn. Sau khi rời Israel, Ngoại trưởng Blinken đã đến thủ đô Amman của Jordan để tiếp tục thảo luận về các cơ chế khẩn cấp nhằm chấm dứt bạo lực ở Gaza và các biện pháp nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Ông tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ mạng sống thường dân và nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ nhằm bảo đảm người Palestine không bị buộc phải rời khỏi giải Gaza, cũng như bảo đảm an toàn cho hơn 240 con tin đang bị Hamas bắt giữ. Nga bác bỏ bản tin nói rằng nhóm lính đánh thuê Wagner cung cấp hệ thống phòng không cho nhóm Hezbollah. Điện Kremlin đã tuyên bố là bản tin của tờ Wall Street Journal về việc tập đoàn lính đánh thuê tư nhân Wagner của Nga đang lên kế hoạch cung cấp một hệ thống phòng không cho Hezbollah là hoàn toàn vô căn cứ. Phát ngôn nhân điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rõ là tất cả những suy nghĩ này về nguyên tắc là không dựa trên điều gì cả và không có căn cứ. Đã có các mạng liên lạc khẩn cấp giữa quân đội của Nga và Hoa Kỳ nếu tồn tại một sự lo ngại thực sự về điều Điều gì đó thì người mỹ luôn có thể truyền đạt chúng tới quân đội của chúng tôi tờ wall street journal số ra ngày thứ sáu dẫn nguồn tin tình báo của mỹ loan tin là nhóm wagner đang có ý định cung cấp hệ thống phòng không panzer s1 mà nato gọi là sa 22 cho hezbollah để đánh chặn máy bay hệ thống này có thể được rút từ biên chế của nhóm wagner đang hiện diện tại syria một quan chức hoa kỳ nói rằng tình báo mỹ đang theo dõi những cuộc thảo luận giữa wagner và hezbollah nhưng chưa thể xác định xem là tổ hợp phòng không panzer s1 đã được chuyển hay là chưa. Nga đã phát triển tổ hợp pháo hỏa tiễn phòng không này từ thập niên 1990. Mỗi tổ hợp gồm hai pháo tự động với khoảng 1.500 viên đạn cỡ 30 ly, có tầm bắn 4 cây số và tốc độ bắn tối đa là 5.000 phát đạn một phút, cùng với hỏa tiễn tầm ngắn có khả năng diệt mục tiêu từ khoảng cách 20 cây số. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cô Adrian Watson nói rằng đây là điều gây lo ngại nhất, đó là khi Nga vừa tiếp đón phái đoàn của Hamas tại Moscow. Thông tin được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều lo ngại cho rằng Hasbro được Iran hậu thuẫn, có thể phát động một cuộc tiến công vào miền Bắc của Israel. Ngũ giác đài để điều động một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm cũng như lực lượng phản ứng nhanh bao gồm 2.000 lính thủy quân lục chiến đóng ngoài khơi của Israel để răng đè. Hoa Kỳ gửi gói viện trợ quân sự nhỏ hơn cho Ukraine Tòa Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ đã bắt đầu gửi các gói viện trợ quân sự nhỏ hơn tới Ukraine nhằm tăng cường hỗ trợ trong bối cảnh một nhóm nhỏ các thành viên đảng Cộng Hòa thuộc phe MAGA tại Quốc hội Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn trở việc hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược. Phát ngôn nhân tòa Bạch Ốc, cô Karine Jean-Pierre, cho biết ý định của chính quyền tổng thống Biden là kéo dài khả năng hỗ trợ cho Kyiv càng lâu càng tốt, trong khi chờ quốc hội thảo luận về gói viện trợ mới trị giá 425 triệu Mỹ Kim, trong đó có rocket chống UAV và đạn dược. Đức cũng cam kết cung cấp thêm 25 xe tăng Leopard 1A5, Tổng cộng 115 chiếc trong dự án được đồng tài trợ bởi Đan Mạch. Trong khi đó, chiến dịch phản công của quân đội Ukraine đã chậm lại và các binh sĩ của họ đang đối mặt với tình trạng kiệt sức khi cuộc chiến sắp bước vào mùa đông thứ nhị. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Valery Zaluzhny, mô tả tình trạng bế tắc trên chiến trường trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng tuần này. Ông lo rằng một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài sẽ có lợi cho Nga và cho rằng chỉ có những nguồn viện trợ mới từ các đồng minh phương Tây cũng như máy bay không người lái sản xuất trong nước mới có thể giúp cán cân trở lại có lợi cho Kyiv. Một binh sĩ đang đóng quân tại rừng Serebiansky ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine, nơi phần lớn đang bị quân Nga chiếm đóng, cho biết anh hầu như bị mất ngủ triền miên. Anh kể chúng tôi đã đốt súng hơn 20 tiếng, không ngừng chiến đấu, tấn công, di tản. Chúng tôi đã làm được tất cả những điều đó, nhưng chúng tôi đang rất mệt mỏi và cần được dưỡng sức. Các chiến trường tương tự cũng đang diễn ra dọc theo tiền tuyến, từ biên giới với vùng Belgorod của Nga ở phía đông bắc cho tới tận Hắc Hải. Một binh sĩ khác tuyên bố Nga là một kẻ thù mạnh, xảo quyệt, hèn hạ, và chúng đã gây ra những tổn thất đáng kể. Chớ có đánh giá thấp bọn chúng. Chúng tôi đã học được cách phòng thủ, nhưng bọn chúng cũng vậy. Quân đội Ukraine đã phát động chiến dịch tổng phản công hồi tháng 6 nhằm tiến về biển Azov ở miền Nam, cắt đứt các đường tiếp tế của Nga, thế nhưng sau 5 tháng, mục tiêu đó vẫn chưa đạt thành. Tổng thống Joe Biden tiếp đón các nhà lãnh đạo châu Mỹ Latin kêu gọi quốc hội cấp thêm tiền cho an ninh biên giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã chào đón một số quan chức các nước châu Mỹ Latin và vùng Caribbean đến tham dự hội nghị thượng đỉnh khối đối tác châu Mỹ về thịnh vượng kinh tế, nhằm tìm ra cách tiếp cận chung trong khu vực để giải quyết vấn nạn di dân bất hợp pháp. Các nước tham dự đã thảo luận về những công cụ kinh tế mới do Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ cung cấp và các khoản tài trợ tư nhân nhằm hỗ trợ chính phủ các nước tiếp nhận thêm di dân. Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden cho biết: "Chúng tôi đang xác định cách tiếp cận chung trong toàn khu vực nhằm chia sẻ trách nhiệm quản lý những thách thức đến từ dòng người nhập cư đang tăng cao chưa từng thấy. Cách tiếp cận chung của chúng tôi có 3 phần chính. Một là hợp tác để ổn định dân số di cư, bao gồm bảo đảm các cộng đồng có đủ khả năng để tiếp nhận và chăm sóc cho người nhập cư. Thứ nhì là chúng tôi đang mở rộng các con đường pháp lý để thúc đẩy quá trình di cư an toàn và có trật tự, cung cấp giấy phép lao động để cho phép người di cư đóng góp cho nền kinh tế của Mỹ. Và thứ ba, thực thi luật pháp nhập cư theo những cách nhân đạo và hữu hiệu nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp nhiều nguy hiểm và ngăn chặn những kẻ buôn người. Tổng thống Biden cho biết là ông đã yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ cấp kinh phí bổ sung để thực hiện chiến lược ba phần này. Hồi tháng 6 vừa qua, 20 quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức các quốc gia châu Mỹ lần thứ 9 diễn ra tại Los Angeles đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi bảo đảm an toàn và quyền lợi chính đáng cho tất cả người di cư cũng như kêu gọi các lực lượng hành pháp và tình báo phối hợp chặt chẽ hơn để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Tổng thống Joe Biden tuyên bố khoản hỗ trợ 65 triệu Mỹ Kim để thúc đẩy việc tuyển dụng người nhập cư làm việc hợp pháp theo thời vụ tại các nông trang ở Mỹ. Ông kiên quyết phản đối nhập cư bất hợp pháp và khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ bảo đảm an ninh biên giới thông qua những biện pháp sáng tạo và có sự phối hợp với các đối tác trong khu vực. Nhật Bản và Philippines đàm phán hiệp ước tiếp cận đối ứng. Tại cuộc gặp ở thủ đô Manila, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marco Jr. đã đồng ý sẽ bắt đầu đàm phán về một hiệp ước song phương mới được gọi là Thỏa thuận Tiếp cận đối ứng RAA để tăng cường quan hệ an ninh và tạo điều kiện tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ chung giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực vì trung cộng ngày càng hung hăng hơn đây sẽ là hiệp ước oaa đầu tiên giữa tokyo với một quốc gia thành viên của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và là hiệp ước thứ ba sau các hiệp ước với úc và anh vừa có hiệu lực trong năm nay Hiệp ước sẽ tuân thủ một thỏa thuận tương tự mà Philippines đã ký với Hoa Kỳ, cho phép Washington duy trì sự hiện diện quân sự liên tục nhưng luân phiên ở Philippines, chủ yếu là để tập trận. Nhị vị nguyên thủ cũng đã đồng ý sẽ hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ, chia sẻ quan ngại về những nỗ lực không thể chấp nhận được nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tổng thống Macron cho biết, Tokyo đã cấp khoản tài trợ 4 triệu Mỹ Kim cho Manila để giúp thúc đẩy nỗ lực của Bộ Quốc phòng nước này trong việc bảo đảm an ninh hàng hải cho các radar ven biển. Đôi bên cũng thảo luận về cách ứng phó với Bắc Hàn và tình hình xung đột đang diễn ra tại Miến Điện. Thủ tướng Kishida đang có chuyến thăm Philippines trong 2 ngày 3 và 4 tháng 11 để tăng cường mối bang giao giữa hai nước trong cuộc hội đàm hồi tháng tư vừa qua các bộ trưởng quốc phòng của nhật bản và philippines đã đồng ý sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng thông qua các hoạt động huấn luyện chung và hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược chiến đấu cơ của trung quốc lại gây nguy hiểm cho trực thăng của canada trên biển đông Bộ Quốc phòng Canada cáo buộc các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã áp sát một máy bay trực thăng của Canada trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông vào cuối tuần trước, rồi bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng này, đặt phi hành đoàn của họ vào tình thế nguy hiểm. Bộ trưởng Quốc phòng của Canada là ông Bill Blair cho biết, một máy bay trực thăng của Trung Quốc đã bay ngang qua chiếc trực thăng vào ngày 29 tháng 10, khiến nó bị tình trạng nhiễu loạn đáng kể. Cuối ngày hôm đó, một máy bay phản lực khác phóng pháo sáng ngay trước chiếc trực thăng của Canada, buộc nó phải đổi hướng để tránh bị bắn trúng. Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu, ngày 3 tháng 11, ông Blair nói là những hoạt động này khiến sự an toàn của tất cả nhân sự gặp rủi ro một cách không cần thiết, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ Ottawa xem các hành động gần đây của máy bay Trung Quốc là rất không an toàn. Đây là lần thứ nhì chỉ trong vòng hai tuần lễ vừa qua, Canada cáo buộc các lực lượng không quân Trung Quốc có những hành vi không an toàn. Trước đó, hồi trung tuần tháng 10, ông Blair từng tố cáo một máy bay phản lực của trung quốc đã tiếp cận một máy bay giám sát đang hoạt động của Liên Hiệp Quốc thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn trong phạm vi chỉ có 5 mét. Khi đó, thì Bắc Kinh tố ngược lại nói rằng máy bay của Liên Hiệp Quốc đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc họp thẳng thắn về những vấn đề hàng hải, bao gồm cả những vấn đề trên Biển Đông. Phía Hoa Kỳ đã nhấn mạnh mối lo ngại của mình về những hành động nguy hiểm và bất hợp pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông, bao gồm cả việc Trung Quốc cản trở đoàn tiếp tế của Philippines hôm 22 tháng 10 tại bãi cỏ mây và việc nước này đã chặn máy bay của một cách không an toàn hai ngày sau đó. Hồi tháng 5 năm nay, ngũ giác đài cũng đã cáo buộc một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thực hiện hành động hung hăng không cần thiết gần một máy bay quân sự của Mỹ trên Biển Đông trong không phận quốc tế. Nam Hàn hỗ trợ tài chính cho Ba Lan trong thương vụ bán vũ khí trị giá 22 tỷ Mỹ Kim. Nam Hàn đang tập hợp các ngân hàng của nước này để tìm cách giúp Ba Lan mua số vũ khí trị giá 22 tỷ Mỹ Kim, thương vụ bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của hãng thành. Một quan chức chính phủ Nam Hàn giấu tên cho biết, năm ngân hàng địa phương đang xem xét khoản vay như một biện pháp hỗ trợ để giúp Vaxava tài trợ cho hợp đồng mua hệ thống, pháo hỏa tiễn, xa tăng và chiến đấu cơ do các tập đoàn của Nam Hàn sản xuất. Đây là bước tiếp theo của thỏa thuận mua bán vũ khí mà hai nước đã ký hồi năm ngoái. Đại diện tập đoàn quốc phòng Huynh Đại và Hanwha Aerospace của Nam Hàn cho biết, nếu các khoản vay không đủ, có thể sẽ có các biện pháp tài trợ khác. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng, xuất khẩu quốc phòng của Nam Hàn đạt tổng trị giá khoảng 17 tỷ Mỹ Kim trong năm 2022, tăng so với 7,25 tỷ Mỹ Kim một năm trước đó, do cuộc chiến ở Ukraine đã mở ra cơ hội cho xuất khẩu vũ khí của Hán Thành. Hợp đồng mua vũ khí trị giá 22 tỷ Mỹ Kim với Ba Lan đã giúp Nam Hàn trở thành một trong số các nước xuất khẩu vũ khí lớn toàn cầu, vốn phần lớn do Hoa Kỳ và Nga thống trị. Hán Thành cũng đang tìm kiếm mối quan hệ an ninh sâu sắc hơn ở châu Âu, nhất là với Ba Lan, Nước láng giềng giáp biên giới Ukraine khi Warsaw đang tăng cường nhập khẩu vũ khí trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng với Nga. Các nước khác như Cộng hòa Czech, Romania, Slovakia, Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania cũng đang nghĩ đến việc mua vũ khí quốc phòng chỉ từ châu Âu, nhưng nếu mua từ các công ty của Nam Hàn thì giá có thể thấp hơn và quá trình nhận hàng nhanh chóng hơn. Mối quan hệ gần gũi giữa quân đội và ngành công nghiệp vũ khí của Nam Hàn cho phép họ có thể sắp xếp lại các đơn hàng trong nước để ưu tiên cho việc xuất khẩu. Các vũ khí của Nam Hàn cũng được thiết kế để tương thích với Hoa Kỳ và NATO. Không chỉ ở châu Âu, sản lượng vũ khí bán tại châu Á của Nam Hàn cũng đã tăng mạnh, chiếm 63% sản lượng xuất khẩu từ năm 2018 đến năm 2022. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang chạy đua vũ trang vì lo ngại về an ninh và căng thẳng đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và vừa rồi là những bản tin thế giới, chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.